Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em cũng cập nhật cho anh chị giá bán chương trình khuyến mại trong tháng 4 của dòng Honda City tại thị trường Bắc Ninh nhé, Bắc Ninh và Bắc Giang. Đó. Hiện nay thì City chúng ta có 3 phiên bản. Trong màn ảnh của anh chị đây là phiên bản L, phiên bản chung nhé. 3 phiên bản G, L và RS thì rồi mình cứ đi lần lượt. Cao cấp nhất RS đi, 599 triệu đồng, màu đỏ, chúng ta đắt hơn 5 triệu nhé. Xe thì hiện nay có duy nhất bản L, bọn em sẽ có xe giao trong tháng 4 tới. Rồi, trắng đen, hai phiên bản cao cấp nhất thì bọn em giao tháng 5 nhé. Còn L 569 triệu thì bọn em giao tháng 4 cho quý khách hàng mà đặt xe sớm. Chương trình khuyến mại trong tháng này thì 3 phiên bản 599 cao cấp nhất RS, bọn em giảm 20 đến 25 triệu tiền phụ kiện cho xe. Phiên bản L trên màn hình anh chị và phiên bản G. L thì là 569 nhá, G thì là 529, bọn em bớt 30 triệu tiền, 30 đến 35 triệu phụ kiện theo xe. Cái này thì hiện nay chưa có chương trình quy đổi về tiền mặt. Quý anh chị có thể lựa chọn phụ kiện thoải mái hoặc có thể nhờ bên em tư vấn để lựa chọn những phụ kiện tốt nhất và deal được cái giá thơm nhất. Thì anh chị liên hệ trực tiếp với em qua màn hình. Liên hệ trực tiếp với em qua line đang đi kèm trên màn hình nhé. Xe thì RS đấy, thì chúng ta xe thì 3 phiên bản màu đỏ đều cộng thêm 5 triệu giúp em. Đấy, RS màu đỏ này anh chị nhìn trên màn hình có thể thấy. Còn lại như G và L thì bọn em có video rồi. Giá xe tháng 4 thì hiện nay đều giảm phụ kiện và chưa có quy đổi tiền mặt. Đó, phiên bản L này chúng ta có đi từ nội thất đi. Ghế nỉ. Một điểm trừ cực lớn so với Toyota Vios như em đã nói nó là ghế nỉ. Tuy nhiên chúng ta có một hệ thống màn hình này, giải trí âm thanh này, điều hòa này, vô lăng này, như em đánh giá rất là ok. Và đặc biệt là xe có cửa gió, điều hòa hàng ghế thứ hai nhé. Phân khúc hạng B thì Vios hiện nay cũng đã cắt rồi, Honda City phiên bản này vẫn có. Và mặt táp lô này thì khá đẹp, không cần phải độ đẽo sang sửa thêm nhiều. Màn hình này thì thật sự luôn nó như cái màn Android ở ngoài rồi. Anh chị đi thì độ đẽo lên gọi là rất là ít thôi. Chúng ta chỉ cần một bộ ghế da theo xe thôi, 30 triệu phụ kiện thì hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này. Đúng không ạ? Lăn bánh hiện nay cho 3 phiên bản nhé. Cao cấp nhất RS 599 chúng ta lăn bánh ở Bắc Ninh đâu đó vào khoảng 665 triệu đồng. Phiên bản L 570 thì lăn bánh vào khoảng 620 đến 603 nhé. Còn phiên bản G thì là lăn bánh vào khoảng loanh quanh 600. Rồi, ngoại thất đi. Phiên bản này thì chúng ta sử dụng đèn bi halogen Bluestar. Đấy. Chung là nó giống trên Vios đời cũ, chúng ta có bóng pha cốt halogen này. Đấy, đèn cầu bi này, đèn xi nhan ngoài này, bóng halogen này. Tuy nhiên thì bù lại là xe chưa được trang bị đèn sương mù và cảm biến trước. Đấy. Thật ra thì nếu như để đi một xe phân khúc hạng B rộng rãi, đẹp, giá rẻ, đáp ứng đầy đủ cái yêu cầu này, nó có Vios, có City, có Accent. Accent thì rẻ rất là nhiều rồi. Xe này thì được trang bị sẵn cam lùi theo xe nhé. Đây, độ rộng của cốp này, em đứng xa cho các bác thấy đây. Xe hạng B, hạng A hay hạng gì thì Honda thương hiệu đến từ Nhật lúc nào cũng rất là rộng. Chúng ta chỉ có một nhược điểm duy nhất là giá xe ở trong phân khúc thường sẽ là đứng đầu của phân khúc. Đấy, em quay màu trắng, màu đen cho quý anh chị. Động cơ trên phiên bản mới sẽ là động cơ sử dụng trục cam kép nhé, khác với động cơ ở phiên bản cũ. Thật ra thì không quá nhiều về hiệu suất động cơ hay là tinh chỉnh quá. Tuy nhiên chúng ta sẽ lợi thế hơn về công nghệ và độ tiết kiệm trên xe. Xe thì vẫn trang bị hộp số vô cấp CVT. Đó, em điểm nhanh qua giá bán City trong tháng 4 tới. Anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em trên màn hình để được nhận báo giá và xin khuyến mại tốt nhất tại thị trường Bắc Ninh cũng như Bắc Giang nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.